Chú bảo sao nặng thế, đây cửa sắt này sao không nặng? Chú già này đang đi ra đây à? Đây là cái tí đang hạ hạ xi để chuyển vào nhà của chú đấy nhá. Đang mượn xe của anh Sò con Viên đây. Số đấy của cháu là tổng hết là 52 triệu 52 triệu 770 nghìn. Đúng rồi. Của chú là bao nhiêu? Của chú là 52 triệu 773 nghìn. À, chênh lệch 3 nghìn. Chênh lệch 3 nghìn. Đấy anh cứ xem là người ấy chưa nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. 100 tờ 500. Là 50 triệu. 50 triệu. Xin kính chào toàn thể quý các bác chị. Chào mừng quý các bác chị đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Mỹ Tủa Vlog. Hiện tại thì chồng Mỹ Tủa đây thì lại tiếp tục đi vào nhà của chú Xính đây. Như hôm nay thì nhà chú Xính đây thì cũng chuẩn bị vào đây để lắp cửa với lại cửa sổ nhé. Như ngôi nhà của chú thì cũng là như quý các bác anh chị theo dõi video thì cũng đã biết là ngôi nhà này là cũng đã được sự tài trợ của chị anh Phạm Dũng với lại chị Diễm. Đấy, thì hôm nay thì vào đây để lắp cửa của gia đình nhé. Nha nha. Nặng đây, rất là nặng. Để xe của thanh niên này để đây. Cẩn thận nhé. Em ơi, em anh ở dưới đi, nhà mình có cột dây điện nào ấy không? Cho anh mua à, sao tẩy mua? Sao tẩy mua rồi? Không có. Không có. Nhà này không có điện nữa. Điện không, dây điện không đủ ai. Dây điện không đủ à? Ờ. Tường nhà lắp điện rồi mà vẫn chưa lắp. Nhà này chưa có điện đi kéo cái bóng nhờ ở đâu về ấy. Không, bảo là ông cắm đấy, xong đi mượn dây ở ngoài kia đi. Vâng. Mượn ông cắm, mượn ông ngoài. Ây, điện là phải đi mượn dây à? Điện thì không có. Ôi trời ơi. Không mượn được điện của nhà này à? Cơ tở cả nhà này. Nhất tre. Nhất tre. Em hỏi xem cái nhà này ấy, không mượn dây nhà này được này. Nhà này không có ở nhà. Nhà dưới này thì không ai ở nhà. Ở trong họ dám mà làm mà tí anh chích cố cái dây điện của ông nào không vậy? Không không, không làm thế. Hay là đi để cái dây này ở trên này đi, xong đi mượn dây kia ở dưới. Không để cái đầu cắm này cho nó tiện này. Mua mình cho mua à? Cho đi. Cho nó chỉ chịu đâu. Ôi giời, thanh niên ơi. Dây điện bé tí này đòi đi hàn hả? Đây cửa đây các bác. Cửa này, cửa của bên cửa phụ đây này. Rất đẹp. Đây cửa sổ nhá. Cửa sổ đây là cũng có hạt cả hoa sắt luôn nhé các bác nhé. Có cả hoa sắt luôn thì mới yên tâm được, đảm bảo được. Đây quý các bác chị ạ, chủ nhà thì không ở nhà ấy, còn ơ giờ túi dầu rồi à? Hả chị rồi à? Tưởng là con trai út của nhà chú Xính đây, hóa ra là nhà toàn khách thôi đấy. Chủ nhà thì không ở nhà hả? Đây cửa sổ đất chặt nên là cũng không làm đua được ra. Cái chỗ đằng sau này đang hở, đang bảo thợ để đi ra thêm một hàng gạch nữa. Bên trên cho kín luôn. Bây giờ thì ở phía đằng bếp đây thì chú thì cũng đã
nấu nướng ở trong này này. Đó, bếp núc này. Nhà thì chả có gì. Đấy. Ớt thóc. Xem nhà có cái gì à? Ăn không? Đây mình mén uống hết này. Gia đình khó khăn, nồi thì vài cái đây thôi. Hôm nay là có sự tài trợ của anh chị Dung Diễm đã hỗ trợ cho gia đình, bây giờ còn đỡ hơn rất nhiều rồi. Đây hàng xóm còn đi ra đây để hóng. Đấy, cửa thì mới, cửa sắt. Các bác đây thì cũng rất là vui cho gia đình, có ngôi nhà rất là đẹp. Ok chưa? Đổ đấy. Cửa thì lắp ra anh nhờ, lúc lên khung nữa. Em đứng cho anh. Đứng đợi đợi. Ở đó đủ ngoài. Em khỏe không nhờ ấy nhờ? Em không biết được. Khoản này thì em không rõ. Hàn đây kém lắm. Vâng. Ăn kẹt tay à? Lắp kiểu gì cho em đẹp đẹp nhá. Yên tâm. Đóng dâu để hàn. Các bác đấy chưa thấy. Đấy, chưa thấy lắp cửa sắt kiểu này bao giờ. Ai cũng tò mò. Nhìn các bác đây tò mò. Ai cũng thấy sướng. Bên kia có câu không đấy? Dạ. Đội bên kia có câu như thế nào đấy? Ở đâu? Bằng tường này này. À, tường bên kia làm, đội kia làm đẹp hơn đội này ấy. Có hết rồi đó. Vâng. Đội này là làm là hàn hơi kém. Đằng kia là nu à? Vâng. Em cũng chả rõ tên của ấy. Con đất xịn à? Có thể giao cho đội anh em cơ khí như đội anh làm là yên tâm nhất. Bảo anh. Đẹp, chất lượng. Vâng. Cửa. Đúng là chứ nhá.
Máy làm mini. Điện hơi kém. Khỏe á? Em thấy nó hơi kém. Đây, chú xinh đây. À, mua thử lò. Mua thế. Ờ, đi làm nương về. Đi làm nương. Con chú là vừa đi gọi về. Khách vào nhà không biết đấy. Rồng tao. Muốn đi vừa rồng. Hụ chưa hụ. Nà, khót rồng về. Khót rồng tà. Sướng luôn nha. Cắt lo mới cho chị nha. Đây, chú bảo sao nặng thế, đây cửa sắt này sao không nặng. À, thấy không khỏe khỏe. Hay là hôm mà kéo nhà khác về. Hôm mà kéo nhà khác về chứ không phải nhà dưới này. Ok đấy nhỉ. Được chưa? Ok đấy. Ốc chan bao tử hả? Ốc chan à? Đâu rồi, ra giường của nhà chú đâu, chú bảo không có giường. Ok, tấm ván ép. Để trước là cũng có cái tấm ván kia để làm cái giường thôi. Ok lên. Đúng là quá nghèo. Nhà này là nhà nghèo nhất bản luôn các bác. Vương góc đấy à? Đây cửa chính đây, đi vào lắp này. Tay cửa dưới chân luôn hay không? Không. Không à? Ờ. Cần... lâu nhà chắc lắm. Tì tì. Thế à? Ờ. Đúng rồi. Mấy bác không nói được tiếng phổ thông nên là phải phát bằng tiếng Mông. Tiếng Mông là Mông. Ờ. Cho hôm hôm này. Té nhá. Thật tay nhá. Chưa. Thắp một. Thế là hoàn thiện cửa. Đây như khu ngoài này thì chú cũng đã láng. Đấy, láng để có chú thoát nước rồi nhá. Để láng giống dốc đi xuống đây luôn. Cái chú kia sao anh không hàn dấu vào cho em bên kia tí. Bên chân này. À tí cắt đi à? Bên chân này.
Tiếc là nhà này hết đất nên là không làm ra được cái chỗ ạ. Ngoài cửa đây này, làm được ra tí nữa thì đẹp. Hết đất. Chính ra làm cái đoạn này. Đấy. Vâng. Đẹp lắm nhé. Tôn. Chế đâu. Nhìn này nó này đến tối mai khi không ăn được thời tiết nhỉ? Đúng rồi, nhiều người dùng thì đúng yếu. Bắt đầu nghiền ngô. Nhà này còn không có điện nữa chứ? Anh tưởng là lắp điện rồi, thế là mình chủ quan là không cần nữa. Tại vì nhà chỉ có 70-80 mét vuông mà. Người dây của mình. Đây ngôi nhà của chú Xính đây là cũng đã lắp cửa xong hoàn thiện rồi nhé. Hiện tại là cũng đã ổn rồi. Đẹp rồi các bác. Tí lắp cái cửa phụ nữa là được. Và giờ thì Mỹ Dũng lại di chuyển đi sang bên nhà của anh Phứ để đi bán giao tiền vật liệu của nhà chú Lúa cho bên chú Hợp để chú thanh toán luôn chú bên vật liệu bên nhà chú Lúa đây cho chú Hợp nhé. Bây giờ thì Mỹ Tuấn sẽ di chuyển đi sang đấy và cũng sẽ bảo anh Tiệp đây anh sẽ cố gắng hộ làm luôn cái cửa phòng kia nữa. Tí có cái gì mà ở đây thì Mỹ Tuấn cũng sẽ quay trở lại để ghi hình. Còn cửa kia đây thì cũng đã xong xuôi rồi, đẹp rồi. Bỏ dây điện qua đầu bên kia được rồi. Xong là hộ em xử lý, em đi ra bên ngoài để thanh toán tiền vật liệu cho chú Hợp đấy. Lại gọi rồi. Vâng. Xong là hộ em quét sơn qua những cái chỗ mối hàn để cho ngon lành luôn nhé. Vâng vâng. Rồi rồi. Em đi ra ngoài kia để thanh toán tiền vật liệu đó. Vâng. Của em tí nhá. Bây giờ lại di chuyển đi sang bên kia. Chú lấy sổ xong rồi đi lên nhà anh Phứ thanh toán luôn. Vâng, nhà anh Phứ ở ngay đằng sau này này. Đấy, chú già này đang đi ra đây. Đây là cái tí đang hạ xi để chuyển vào nhà của chú đấy nhá. Đang mượn xe của anh Sò con Viên đây. Xi măng bây giờ hạ xong rồi chuyển xi vào nhà của cô Dính mà bị khiếm thị nhé các bác nhé. Bây giờ là đang trong quá trình mà chuyển vật liệu đi vào trong nhà của cô chú. Và bây giờ thì Mỹ Tuấn sẽ di chuyển đi lên nhà của anh Phứ để thanh toán tiền vật liệu của nhà chú Lúa cho chú Hợp đây nhé. Đây, chú ấy sổ ra xem mới xong rồi bàn giao tiền luôn. Nhà của Lá với nhà của Lúa. Lúa? Lá đâu? Hai nhà, Lúa với Lá thì.
À lúa thôi. Hôm nay cháu cầm vào của nhà lúa trước. Vì là tiền hôm chú rất thắng đưa là chưa đủ nên là bây giờ cháu bàn giao cho gọi luôn nhà lúa. Xong rồi hôm nào mà ấy thì lại thêm nhà của ná thì cháu có gọi. Okay, okay. Để cho nhà nào xong nhà đấy thì gọi nhà đấy luôn đấy. Đây xi là 1500 này. 70 bao à nhập gạch là 1500 này. Nhân giá 9000 này. Xi là 70 bao này. 13 khối bột đá này. 33 cây phi 12 này. Đấy, 80 cân sắt này. Tôn thì tổng cái mái đấy là hết 95,6 mét vuông. Đấy, nhân giá 45. 145. Dạ? Nhân 145. 145 mà. Ừ, vâng. Có 3 cái hiểu nhầm chết. Đây 4 cây 50. 22 cây 48. Nóc với lại máng rồi đinh vít tổng nóc với lại máng là 34,5 mét à. Thì nhân giá 37.000 là 1.376.000. Đinh vít thì bật tôn với lại túi 320. Đúng rồi. 320 cộng một lọ keo nữa. Keo. Thì số đấy của cháu là tổng hết là 52.770.000. Đúng không? Của chú là bao nhiêu? Của chú là 52.773.000. Chênh lệch 3.000. Chênh lệch 3.000. Đấy anh cứ xem là ấy chưa nhá. Còn là chữ của em hơi xấu một tí. Nó chú tuổi thì gọi là thật thà rồi. Đây. Như mấy tuổi thì cũng có caramel nên là đôi khi là muốn dơ sổ nên là cũng hơi khó. Đây chú xem đấy là khớp hết chưa? Rồi ok rồi. Còn xem thiếu cái gì không ấy? Không, đủ rồi. Thế là a 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 23 24 25 26 27 8, 4, 9, 5, 10, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 6, 5, 7, 5, 8, 5, 9, 6, 10, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 6, 9, 7, 10, 1, 7, 2, 7, 3, 7, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 7, 9, 8, 10, 8, 1, 2, 8, 3, 4, 5, 5, 8, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 1, 90, 41, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100 tờ 500, là 50 triệu. 50 triệu. Thế chú đếm lại đi. Cảm. Thì cháu đếm nhanh hơn một chút thì sao? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 14, 15, 16, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 2 triệu 700, 70.000 thì thôi. Ừ, đây là 2 triệu 8 đấy. Còn chú vớt được cho gia đình gì đó là tiền của gia đình mà. Thế là 52.700.000. Nhá, nhận đủ của nhà chí luôn nhá. 52.700.000 nhá. 52.700.000. Rồi thì tôi chả cần ký đâu nhỉ, vì là cửa ký thì nó ký đây. Đưa đây chú nhận chú ký vào đây nó còn cửa kiếc nữa.
còn cửa đây là lắp riêng nên là ấy. À, thôi vì cũng có video đây nữa thì không thể chạy đi đâu được. Số liệu nó vẫn còn trên sổ mà. Vâng. Thì tí cháu cũng sẽ xem cái cửa kia đây để cũng tính xem mà. Cửa này vào lắp chưa? Lắp bên nhà của ai à, chú Xính thôi. Nhà đầu tiên ấy. Nhà mà ông Phạm Dũng với lại chị Phan Diếm giúp đỡ ấy. Thì đang lắp cửa. Thì cháu vừa từ bên đấy sang mà, về đây mà. Nhà lớn hay đôi? Dạ. Nhà lớn đôi. Đo hết rồi, cả nhà nào cũng đo hết rồi. Ở đây thì gửi nhà của chú Lúa trước để cho gọn nó nhà đấy. Đấy là nhà của anh Lá thì cháu gọi cho chú Đắc Thắng hay là tình hình như thế nào thì cháu báo lại chú sau. Nhà đấy cũng xong hết rồi. Vâng, xong hết rồi nhưng mà vẫn còn một ít tiền. Thì chú chưa bàn giao lại cho cháu thì chưa đủ. Vâng. Được. Cháu biết được cái nào vào cái đấy. Vâng. Hôm nay thì trưởng thôn thì đi họp. Đi ra huyện để họp. Còn anh Phứ thì ở nhà. Hôm nay đồng hành cùng cháu lại đi vào thôn đấy. Chưa anh em vừa về. Còn đường còn nhiều. Đường đổ đường. Còn chắc là làm tầm khoảng tuần hơn tuần là xong. Xong hết luôn đấy. Vâng. Bây giờ đang nghiền. Tập trung vào nghiền trước. Tập trung vào nghiền. Nghiền xong. Với lại chuyển. Láng thì nhanh mà. Chỉ sợ thiếu nước thôi. Vâng. Thì khó khăn nước đấy. Thì anh Sò thì lại đi hộ đám ở dưới thôn này thì cũng không gọi được mọi người về nên là thấy cứ có sự chứng kiến của anh Phứ đây, người phụ trách thôn. Thế làm cái gì là cũng phải báo cho anh em cùng nhau biết thì sau này kẻ có cái gì mới yên tâm được đấy. Đấy. Đây cháu cảm ơn chú nhé. Có gì thì nhà kia cháu nghe thông tin lại cho chú sau. Vâng. Cái này nước làm được hai cây hộp, làm một cây hộp, hai cây hộp nữa xong làm thang đi. Vâng. Chuẩn bị làm cửa. Sắt không nọ sẽ vẫn thừa chứ đúng không, làm gì hết được. Sắt nhà anh thiếu hai cây đấy. Anh thiếu à? Vâng. Cái hai cây xong là anh muốn mua nhà Quỳnh. Bán nó bán 3 tiền cây. Bán nó bán 3 tiền một cây. Đây là 290.000 hay không? 390.000. Thế 1.8 là trước là mình mua một cái. Mua của chú Hợp là 240. Còn 240. Còn của này, nhà này ly 2. Ly 2? Ừ. 270. 270. Quỳnh chắc phải 290-300.000. Đấy. Thế chênh lệch 2. Từ gì phải đắt hơn. Sao mà mình nhớ. Xe quay đầu luôn. Đường ở đây hơi bé nên là đây còn xe bé, xe to thì rất khó quay đầu luôn. Đây là đổ trước 60 bao ở đây nhé. Nhà của chú già, còn bên này là của nhà khác. Bây giờ thì cũng đổ xong để chú thì cũng chuyển dần vật liệu đi vào trong nhà của chú nhé. Quá.
Ít chỉ thâu cái mùi nhá. Ít mùi thì cho dòng cho ít trả tuổi nhá. Nó nói. Ở thêm mùi thì tao múc có khô vô đâu vậy. Đấy, bây giờ chú chuyển đi sang bên nhà xong rồi cũng tìm chỗ để kê gọn gàng vào để lấy bạt phủ vào. Không sợ xi lại bị dính nước thì lại mưa vào thì hỏng hết xi. Bây giờ lại nhờ mọi mấy thanh niên đây hộ. Để gọn đây để đỡ bị vướng đường đó. Bốc gọn vào đây xong thì mới chuyển. Ý cho mày nè mà, thiếu bếp xanh là đi lò hả mà, còn cái tàu kém hả mà. Bỏ mấy bao đây đi để cho đỡ vướng đường để xe cộ còn đi lại. Bây giờ thì cũng muộn rồi. Để cho mấy tuổi thì cũng sẽ kết thúc thức phim này của cháu mấy tuổi tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý các anh chị và những thức phim sau của cháu mấy tuổi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Hôm nay xe vào hơi muộn.